chào bà con cô bác nha ta nói từng vừa qua câu chuyện cũng lu bu vậy đó hà rồi không có thời giờ để gặp gỡ quý vị đáng lẽ bên ai livestream nhưng tôi sợ tôi livestream rồi công trong cái câu chuyện tôi nói nó không có rành mạch ha nó không có rõ ràng cho nên buộc lòng tôi làm cái clip này câu chuyện nói nó xúc tích chia sẻ ngắn gọn bà con dễ nghe dễ hiểu dễ thấm nhuần bởi vì sao câu chuyện này là câu chuyện đến cái đấng thiêng liêng đến cha mẹ mình đó là nói về con đĩ già mà nó hốt cứt dục đầu mẹ nó đó, đó trước khi tôi sắn vô câu chuyện thì cho tôi phân bua chút xíu là như vậy dạ thưa quý vị câu chuyện đã trôi qua ít ngày rồi tại sao hôm nay tôi mới lên tiếng tự vì tôi nói mấy bà nghe nè câu chuyện nào cũng vậy không bao giờ mà tôi chụp tôi nói liền giống như cái chuyện ở bên cái chùa và đặc biệt là những cái hũ cốt quý vị thấy tôi có nói không mình nói đi mình cũng phải suy lợi chứ không phải mình nói cái gì mình nói cái gì nó cũng phải có hành, có chấn, có đầu, có đuôi, có góc, có ngọn. Mình phải tìm hiểu kỹ mình nói để chi. Thứ nhất là mình chia sẻ câu chuyện nó không có lệch lạc. Thứ hai, nói cho đúng cho ngành mạch. Xử cho đúng người, đúng tội. ha? không? Chửi cũng phải chửi cho đúng người. Thì hồi chiều nay từ hôm bữa tới bây giờ tôi nghe câu chuyện tôi khá là bất xúc. Sau bao nhiêu câu chuyện tìm hiểu thì bây giờ lòi ra thêm con đĩ cháu ngoại nữa. Cũng là con quỷ dạ so đội lớp người. Thì chiều nay tôi có đăng một cái gì ta tết Tôi bỏ lên trên đó tôi hỏi bà con ơi Như vậy thì bây giờ câu chuyện này tôi chia sẻ hàng sao có ai ủng hộ hay không Đại đa số mọi người ủng hộ Nhưng cũng có một số người ờ ừ, khuyên thôi câu chuyện nó cũng qua rồi Nhưng khuyên một cách rất tử tế tôi ok Cái tánh tôi nói vậy đó bà con ha Hãy nói tôi mà nói một cách đàng hoàng tử tế thì tôi ok tôi nhận lời liền đằng này không có có nhiều má ngộ comment Câu chuyện đã qua rồi, mọi thứ cũng này này kia rồi. Vì hai đào bới lên chi vậy? Chẳng những nó cầm men bên ngoài mà cũng nhắn tin vô trong cái inbox cho tôi nó nói tôi vậy đó. Tao mà tao đào mồ cuốc mã chất đỉ mụn nội mẹ tôi bay luôn nữa kìa. Chứ đừng có nói mà mà vì hai đào lên để làm cái gì, đào bới lên để làm cái gì. Cái câu chuyện này nó sẽ còn dai dẳng và đây sẽ là một bài học cho mấy con đỉ mà chuyên gia đánh cha đánh mẹ. Trời ơi cha mẹ là cái gì? Cha mẹ là Phật sống đã sanh mình ra, đã nuôi dưỡng mình. Dầu sao đi chăng nữa thì cũng không có công sanh thì phải có công dưỡng, mà không có công dưỡng thì cũng có công sanh. Ổng bả không hì hụt, không đủ đéo thì làm gì lòi tụi bay ra. hả Nuôi cho bay thành nhân, thành tài. Cha mẹ nào cũng vậy hết trơn cái trọi á. Nuôi con cũng muốn cho con thành nhân, thành tài. Biết thành nhân là cái gì không? Thành nhân là làm người. Chứ không phải nuôi con lớn rồi trở thành mảnh thú để về để mà tao nói vậy mà mà, vô lại cha mẹ giống cái trường hợp của đĩ chó dại với long an vừa rồi thấy không trời đó cơ tôi coi cái clip mà không riêng cá nhân tôi đâu quý vị ơi mà tao nói cả cộng đồng mạng xã hội trong cũng như ngoài nước coi mà phẫn nộ nhưng cái tình tiết nó nó chưa hấp dẫn đâu tình tiết này mới hấp dẫn nè dạ thưa quý vị chỉ vì một số tài sản nho nhỏ chỉ vì một hai trăm triệu mà cái con đĩ chó con của cái con đĩ già quánh má tất nhiên là cháu ngoại của cái bà già đó đó trời đất ơi hai mẹ con ta nó cấu xé lẫn nhau rồi bắt đầu đổ thừa cho bà già đó là không có để tài sản lại cho bà trời đất ơi nó đè nó quánh thấy bà nội bà già đó tôi nói mấy bà nghe nè trẻ khôn ngoan già lú lẫn rồi trên cơ bản trẻ trẻ là khôn ngoan còn khi về già trở về thành con nít không có biết cái gì một người vô tri vô giác ha không sống coi như là coi như là chỉ biết cái xác mà không hồn bị lẫn quên mẹ hết câu chuyện rồi hả rồi bắt đầu á, là trên cơ bản là sống theo cái kiểu như vậy rồi già yếu thấy không ỉa chay đá dầm tôi hỏi cho đẻ con ra để làm cái gì có con có cái để làm cái gì để nhờ giả nhờ cậy lúc xế chiều <laughs> mà con cái gì mà bất nhân ác đức cái con quỷ già mà đánh má của bà là chỉ là một phần thôi. Bị gì sao? Rồi trong cái ngày mà bà chết cho đám ma đó, hả không? Rồi bắt đầu là bà ôm chắc có lẽ là bà nói chung là dành tiền, dành bọng tiền đám, tiền điếu gì đó. Bắt đầu là mới tùm lum lên rồi cái con quỷ cái mà con cháu ngoại của bà già. Bắt đầu mới tung cái clip của má nó lên để tố giác má nó. Trời ơi, cuộc đời quý vị thấy không? Đó, nó dây chuyền hết trơn hả? À. Tháng 5 đi trước vậy tháng 10 nó đi sau Trên cơ bản nó vậy thôi Quý vị thấy rõ ràng không Bà đánh má bà như vậy hả không Rồi bắt đầu con của bà trả đũa lợi cho bà Đâu phải là nó thương bà ngoại Nó nó nói má nó không nghe Mà nó đăng clip lên để cộng đồng mạng đu vô mà Người ta can thiệp đâu phải vậy đâu Nó dành ăn Nó dành ăn Đó Cái gì cũng vậy hết trơn á Có dai có trả Bởi ông bà mình nói câu hay lắm Thời xưa trả báo thì lâu Mà thời nay trả báo là một giây nhẫn tiền Thấy rõ ràng không Coi như là nó đu vô cái bà đó Con mẹ quỷ đó Con quỷ Con quỷ đội lớp người này là Con quỷ Con quỷ mẹ này tên Cúc có tên gì đó Tôi quên rồi Trời đất ơi Tôi nói coi mà đây Bản thân tôi cũng đã từng chăm sóc người già Đó là bà ngoại của tôi quý vị Má tôi nè Vì thương bà ngoại tôi Anh em của má tôi rất đông có tới mấy người con là bà ngoại tôi có bao nhiêu người con nhưng không có ai về nuôi nuôi bà ngoại tôi trơn trời thì má tôi có nhà ở sài gòn cuối cùng bà phải bán nhà sài gòn đi bà về để bà nuôi bà già đến cái ngày mà bà ngoại tôi chăm tuổi già bên cạnh má tôi nuôi thì dĩ nhiên là má tôi bà đi buôn bán mới có tiền về nuôi chứ không bán được tiền đâu mà nuôi thì bà mua gánh bán bưng tôi ở nhà con nít nhưng phải chăm bà Nói tiếng chăm thì nó hơi quá đáng Nói chung á là coi chừng đi Kiểu vậy Sợ bị gì ở dưới mương Sông suối nó nhiều Thì sợ bà già đó Lớn tuổi rồi 6, 7, 7, chục tuổi rồi Bà già bà đi rồi bà cắm đầu dưới mương rồi làm sao Sợ bà chết chìm đi Bà đâu có bơi được Cho nên là má tôi bà đi bán Tôi còn con nít Tôi ở nhà Tôi chăm bà ngoại tôi Đó cơm nước này kia kia nọ sơ sơ Tất nhiên là má tôi nấu cơm rồi Tôi cho bà ngoại tôi ăn Mà tôi nói quý vị nghe Người lớn tuổi mà lẫn á không khác nào đứa con nít ở trên cái trọi quý vị coi như là nằm đó rồi ỉa chay đấy dầm nhiều khi ỉa đái trong quần mà không biết luôn nữa cái điều đó là cái người con là mình phải hiểu biết rằng là mình nuôi người người bệnh đi mình nuôi người bệnh mình nuôi người già có những lúc bản thân mình cũng mệt mỏi này kia cái nọ nhưng mình cứ nhớ về cái câu là cha mẹ sanh mình ra mình có được cái hình hài như thế này Mình thành nhân thành tài như thế này Là do công của cha của mẹ đã nuôi dưỡng Đã dung dưỡng cho mình có được cái hình hài này Nghe không? Vậy đó Mày dành chi một hai trăm triệu mà hành hạ bà già Rồi kêu bà già mày Tôi hỏi nè Tôi hỏi bà nè con đỉ già kia Bà mất dạy tới mức độ má bà mà, mà bà chửi con đỉ không? Dòng chó đẻ Trời đất ơi chửi má bà chó đẻ vậy tôi hỏi bà nè Bà chửi má bà là chó đẻ vậy Bà ai đẻ ra bà ra bà nói tôi nghe coi Hử? Rồi lỡ mà bà già bà ỉa chay đấy Dầm bà ỉa có một cái cục phân chút xíu rớt xuống Bà bực dọc lên cái bắt đầu bà hốt bà đổ giái lên đầu bà già vậy Coi phải bất nhân hả Mà trong cái lúc tháng 7 Tháng 7 là cái tháng báo hiếu Bà biết không trời đất ơi tôi coi cái clip đó đó Tôi nói thiệt với bà nghe tôi đổ nước mắt bà tin không Tôi chưa cần biết cái chuyện gì xảy ra Nhưng mà người con đối xử với người mẹ Vậy là quá khốn nạn Quá chó đẻ Bà là con đĩ chó già Và con đĩ đứng lồn Bà coi chừng nha Bây giờ pháp lực bắt bà Vì một cái tình tiết nào đó Người ta đã khoan hồng cho bà Nhưng cái lương tâm bà 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 tự vấn lương tâm bà coi cái lương tâm của bà nó sẽ cắn rứt suốt cuộc đời. Bây giờ bà già bà đã chết rồi. Rồi bà ngồi có đôi lúc bà nhớ lợi đi. Bà nhớ lợi mẹ của bà đi. Đã từng ẩm bồng nuôi bà. Rồi khi bà lớn không mười mấy hai mươi tuổi mẹ Tết. Mai cho bà từng cái quần từng cái áo. Nấu cho bà từng cái nồi cơm từng cái nồi sông khi bà bị bệnh bà nhớ lợi đi bà tự dấn lương tâm bà đi rồi bà có cảm thấy cắn rứt hơn con đĩ chó hả dọc con đĩ già chó đồ con đĩ già hà bá đéo con đĩ già hà bá kéo kéo giò bạc đĩ đứng lồn hả bà làm đi rồi mai mốt con đĩ tiền nè rồi mai mốt bà già đi rồi con tiền nó đối xử với bà Hừm? nó đem bà nó nhùi bà xuống sông luôn nữa trời đất phật ơi mần ăn gì mà thất đức hết sức gì con đĩ chó Trời ơi tôi coi cái clip đó mà tôi phẫn nộ Tôi nóng ghê phải chi mà trời đất ơi Có ai ở đó nghe Làm ơn là phước trong trong cái hoàn cảnh đó Mà gặp bà tôi nói trời đất ơi đừng có làm gì bả hết trơn á Lấy kim may đồ chích vô cái mu lồn bả Hả không Chích vô cái hai Đập vô hai cái tay của bà Hai cái tay mà quýnh má bà đó rồi tôi nói tôi kể cho quý vị nghe Rồi xong bà ngoại tôi rồi Rồi cái thời má tôi bây giờ cũng đã mất rồi Quý vị có tin tôi nói ở đây tôi không phải tôi kể Nhưng khi má tôi nằm ỉa đái không đi được Một tay tôi quý vị tin không Cái vấn đề không phải tôi kể Nhưng mà tôi nói để cho quý vị biết Rằng là dù cho mình đàn ông đàn bà cha mẹ Mình là đàn ông hay đàn bà gì mình không cần biết Đó là cha là mẹ của mình Là buộc lòng Tại vì sao Người ta sống, người ta sanh con, đẻ cái để làm cái gì? Thứ nhất là duy trì nòi giống là cái chuyện đó, cái chuyện gọi là 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 trù tượng tôi không nói. Còn nói về vấn đề nhân dân. Cha mẹ sanh con ra để làm cái gì? Để nương tựa về già. Để nương tựa lúc tuổi già. Chứ không phải lúc mà mẹ già gần đất xa trời. Rồi bắt đầu đuổi mẹ ra khỏi nhà để chiếm đoạt hết tài sản. Rồi con đĩ già này còn nói sao? À, tại vì không có ai để tài sản cho bà cho nên bà tức qua bà đánh mẹ có giọng thứ già mà ăn nói trịch thượng ăn nói đủ cũng đỉ mẹ nó trời đất ơi muốn lấy kim mai có mỏ lồn bà lợi ghê vậy muốn giả cho mỏ lồn mẹ banh chành ghê vậy trời đất ơi, bà bất dân bà ác đức dữ vậy bà nội hả má của bà đó cái người mà đã banh cái cửa mình cho bà lọt ra cái cuộc đời này đó rồi để ngày giờ này mà coi trong cái clip tôi thì quý vị coi từng chi tiết là nó bất từng chi tiết vậy. Tôi nói phải chi mà trời đó cưới. Phải chi mà có tôi ở đó thì đĩ già này lồi có lộn đĩ này rồi. Chứ không còn mà mạnh lành mà 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 vậy đâu. Dòng cái thứ gì đâu mà coi mà trời đó cơ thứ bất nhân ác đức. Cái thứ này trời không tru đất cũng việc thì thế nào mới mốt về già đi. Nghe mẹ bà già đó mà tôi nói về nè coi cái clip mấy gì thấy không trong cái chi tiết cái clip đâu bà lấy chổi bà quánh dái lên đầu bà già bà quánh xuống rồi bà hốt cứt bà đổ lên đầu bà già bà đổ xuống rồi chưa kể bà xô bà già vô trong tường vậy đó để chó để mày em mày nói tới đâu tao nóng tới đó hà để mất dạy chúng để chó đồ để một đội mày mày nha đủ mày mày để chó hả mày quánh má mày quánh vậy đó hả trời đất ơi tao nói gì bà già này bà cũng vô phước bà đẻ nhầm mày bà đẻ mày ra con người tự nhiên mày lớn mày thành quỷ thành tinh vậy mày hả đĩ chó già đĩ mất dạy đĩ mẹ mày hà bá đụ mày nha tụ đụ mày bánh lồn nhưng đĩ chó đĩ hà bá đéo nói tao đâu tao nóng máu thiệt chứ trời đất ơi hà thí dụ như không rồi, rồi, rồi coi chọn cái vụ này nè a xô so vô tường à tao đi ra tao lấy nước nha tao lấy nước mà tao đi vô nha mà mày chưa có thay bộ đồ rồi mày biết tay bị tao biết tay hả đĩ mẹ bà má bà mà làm như con bà vậy đó hả bà quánh bản như con không đẻ vẫn đĩ chó này phải chi á mà cái con mẹ lồn này đó mà là con mẹ con mẹ nuôi mướn tôi không nói đằng này chánh má của bà hả mà bà mừng có mất dạy không tháng năm đi trước nó tháng 10 đi sau rồi chừng nữa bà già đó hen, bà hút cứt bà ăn bà lết xuống mương bà uống nước bà bà bà, bà sống hay không rồi lết xuống dưới đi rồi cắm đầu xuống mương chết ở dưới luôn ông ai hay ba ngày nổi phình lên lúc đó khỏi nói nhiều quả báo nhận tiền nó tới liền bây giờ đây nè ha bà đối xử với má bạn vậy đó hay không quánh bà già tôi nói hành hạ bà già thôi là hành hạ Thí dụ bà còn tỉnh tuồn á Thì mình còn trách móc được Đằng này bà già bà lẫn rồi Bà 80 tuổi rồi bà già bà yếu rồi Bà biết con mẹ gì nữa đâu Không có nghe cái câu trẻ không hoa rồi già nó lú lẫn sao Già rồi đầu óc không còn minh mẫn nữa lẫn mẹ nó rồi Mà trời đất ơi bà làm như tỉnh như bà vậy đó nếu mà tỉnh như bà thì xin lỗi Ngày không có cửa mà bà đánh bà cỡ đó đâu Nha, dòng chổi trà bà đơm thấy bụng nội bà chở đó mà bà bà bà, bà 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 ló cái mặt chó bà ra mặt cái bà mẹ đó heo cái con đĩ chó này nè quánh má bà không là cái chuyện một thôi còn cái chuyện bất nhân nữa là con đĩ cháu ngoại nè mới ghê nè con đĩ này cũng là con đĩ tù đủ chó đéo này nhìn cái mặt mày đủ con đĩ mẹ mày cái mặt mày như ma vậy đó không cái mặt mày giờ bi như con ma chó chết sình vậy đó mày tin không trời ơi con đĩ bụng nổi mẹ mày mày xấu mày xấu bất nhơ mày xấu thác ác đức mày xấu mà mày xấu luôn cái ngoại hình cái thi thể của mày mà mày xấu luôn cái nết của mày nữa con gái mẹ mày sao mày y gan vậy hả rồi đi con ha rồi con đĩ già nè má mày nữa nè đó mày trả đũa lại cho bà rồi nữa con mày cũng trả lại Trời đất ơi tuổi còn trẻ quá mà tại sao kỳ vậy hả Mần ăn như vậy rồi làm sao ngóc đầu lên cho nổi bây ừ? Bây thương cha thương mẹ Bây lo cho cha cho mẹ Thấy không Thì trời Phật thương Mới cho mần ăn Mới cho giàu có với người ta Bây nhắm đi Bây đối xử với cha mẹ ông bà bây vậy đó Thấy không Rồi bây nhắm bây mần giàu được trên số tiền đó không hả hay là cũng lết bằng mo rồi bò bằng mũn mấy con đĩ mấy con đỉ bốc nhơ mấy con đỉ ác đứt mấy con đỉ chó đủ ra đường xe đụng chất đĩ mẹ mày nha dòng hai hai mẹ con con đĩ này là hai mẹ con đĩ chúa chởm hai, hai, hai con đỉ hai con đỉ mà 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 coi một con mẹ một con con dòm yên như hai con đầu trâu mặt ngựa vậy đó Đĩ mẹ tụi bay hà nói tới đâu nóng tới đó chết mẹ tụi bay nha Đĩ bụng nội mẹ tụi bay thông qua cái trường hợp này bà con mình cũng thấy đi thương cha thương mẹ dùm cái đi hơn nữa thời buổi bây giờ cộng đồng mạng nó mạnh dữ lắm chỉ cần có một cái sơ hở nào thôi mình nóng tôi biết mình lo cho cha cho mẹ nhiều khi giấc ngủ của mình nó không có trọn vẹn rồi nhiều khi cũng cáo gắt quạ quạ nhưng mà mình những cái lúc mình cáo gắt quạ quạ đó mình nhớ lại cái cảnh ngày xưa cha mẹ mình nuôi mình như thế nào trời mưa chỗ ướt là mẹ nằm chỗ khô con nằm sao không nghĩ tới cái điều đó hả nghĩ tới cái vấn đề như vậy đi cái thịt nạc ăn cá thì nạc con ăn xương thì mẹ ăn thấy không nhớ lợi, những cái như vậy đi là tự nhiên mấy bà thương mấy bà mấy bà dịu cái 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 cơn nóng giận dịu cái những cái bực bội đó lợi liền thương cha thương mẹ lo cho cha cho mẹ thì hết lòng hết sức của nã đó lấy làm cái gì giống như cái hồi má tôi bả chết nè thấy không có để là cho tôi cục đất lận lưng nào không có để là cho tôi cục đất nào chọi chim không nhưng tới bây giờ nè tôi sống phay phay tôi được mọi người thương mến nè được mọi người ủng hộ nè tôi có tiền có của có nã nè cũng do hồi sau tôi ăn hồi xưa tôi ăn ở với cha mẹ tôi làm sao thì bây giờ trời phật thương dòm ngó mới cho tôi được cái cái ngày hôm nay còn ăn ở dòng cái thứ tôi nói nghe ăn ở thất đức với cha với mẹ đó ngóc đầu không có nổi thấy không rồi cái nữa thì ra đường tháng này tháng mưa nè thấy không ra đường rồi trời quánh tét cái bồng đốc nghe chưa mấy con đĩ chó đủ mấy con đĩ già mấy con đĩ mất dạy hai mẹ con tụi bay đủ con đĩ mẹ hai mẹ con tụi bay ra đường thế nào trời cũng quánh nè à. trời không đánh thánh cũng đâm hà bá cũng giật chết tươi thôi dòng cái thứ quỷ yêu đội lớp người dòng cái thứ hà bá đéo tụi bay mấy con đại hai con đĩ chó bất nhân ác đó thì dở vậy bà già có làm gì nên tội đâu già dạ, lú lẫn rồi không có biết cái quần què đánh đéo gì trơn á nếu mà còn tỉnh tuồng á thấy không thì tụi bay lết bằng mua rồi chứ tụi bay đừng ở đó mà tụi ăn hành hạ người ta dòng hai con đĩ chó này nè hai con đĩ bất nhân nè hai con đĩ xác đức nè hai đĩ cô hồn các đảng nè hai con đĩ hà bá đéo rẻ đĩ mẹ tụi bay tao nói mà tao nóng cực kỳ luôn nhé rồi nè khi cái clip này lên Tôi mong cộng đồng mạng bà con của bác chia sẻ đi Cho tới tay cô đĩ già đó đó Thấy không? Cho tới tay có con quỷ nhỏ đó đó Hai mẹ con hành hạ bà già thôi là hạ tôi biết Là trong cái lúc nuôi bà già có những cái chuyện cũng bức xúc Nhưng mà bây giờ mình thương mẹ mình trước cái đã Mình lo cho mẹ mình cái đi rồi hả hồi phân giải Dòng cái thứ ác gì mà ác quá trời ha Ác gì mà ác dữ thần ôn vậy Hả rồi sau này nè tụi bay nè Lết bằng mo đi xin ăn nha Rồi bị người ta phỉ nhổ vô mặt nha Lúc đó rồi mới thấy cái cảnh Dòng hai con đỉ ngựa Đỉ mẹ tụi bay Bực bội hết sức vậy đó Sẵn đây tôi cũng khuyên luôn Quý vị nào còn cha còn mẹ Người ta nói cha mẹ là Phật sống Đi chùa đi miễu chi Biết cầm cây nhang đốt nhang Tại sao cha mẹ ở nhà không lo hửm? Ừ? đi chùa biết quỳ với uh, tượng uh, bồ tát biết quỳ với tượng phật như lai hả để xin xỏ xin cái gì trời phật nào mà chứng cho tụi bay ở nhà cha mẹ thì đánh đập không thương tiếc vô chùa tao nói cầm cái nhang quỳ lại thôi là lại hả mày lại mày kiếm gì mày lại em kiếm gì kiếm đỉ mẹ tụi bay hay gì hả hay là quỳ lại để mà mà, mà 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 mà, kiếm đất ăn hả mấy quỷ cái mấy má mà còn cha còn mẹ làm ơn thương đi nha đừng có như vậy nữa dân chúng nó rủa xả ngóc đầu không nổi à nghe không khuyên câu chân thành cha mẹ là trên hết khi cha mẹ ăn trăm tuổi già ăn chay niệm phật đi giảng sanh cho cha mẹ nghe kịp chưa sám hối quay đầu là bờ đó là câu chuyện thứ nhất câu chuyện thứ hai trong cái câu chuyện này mới xảy ra hồi chiều nay dạ thưa quý vị em cực kỳ bức xúc trước đây em nói chung là không riêng cá nhân em mà bất kể người dân nào khi ra đường gặp một là mấy con chó taxi hai là mấy thằng chạy xa biết đụng đỉ mẹ nó hai cái hai cái ngữ này y như hai cái hung thần xa lộ vậy đó cái câu chuyện trước đây em chỉ nghe thôi em chỉ thấy thôi nhưng riêng cá nhân em là cái người coi như là cái nhân vật chánh trong câu chuyện nên bức xúc chia sẻ luôn hồi chiều nó là như thế này quý vị em đi mua đồ thì em bước em vừa quẹo qua đường thì nó cũng cái thằng chó đẻ chạy xa buýt kia nó chạy ngược chiều là với em nó cũng chạy qua nó muốn vượt đèn đỏ quý vị nó chạy lên còn một game nữa thôi là nó ủi vô em rồi mà nó không hề biết bước xuống đường để nó nói tiếng xin lỗi hoặc là nó làm cái nào hết em sùng bố em đứng trước xe nó luôn con đỉ mẹ em mà tao không cho mày chạy luôn quý vị biết kẹt xe ít nhất là 5 phút vào buổi chiều mà quý vị Sài Gòn không có thứ bảy chủ nhật nào hết trơn á buổi sáng trưa chiều tối tới giờ cao điểm là nó kẹt xe Thí dụ như ngày bình thường là nó kẹt xe hơn chút xíu Giờ cao điểm là nó kẹt ít ít vậy thôi giờ, Cỡ nào giờ nào cũng kẹt hết trơn hết trời Thì bắt đầu em đứng cho kẹt xe luôn Em trong công an lợi ghê mà sao không thấy cha công an nào lợi hết trơn Còn em nói thiệt chú vị em thẩu sẵn đồ rồi Chỉ cần nó bước xuống xe một cái thôi là cái nón bảo hiểm chích của đĩ mẹ anh em quất đầu nó liền rồi Em quắt em kêu nó xuống em đậu xe em không cho chạy Mua một chiếc xe của em đậu trước xe của nó Chiếc xe bít của nó quý vị thấy nó bự cỡ nào đứng ngay ngã tư nữa trời tôi thôi ba bên bốn phía nó kẹt xe quá trời luôn bà con đấy những cái người đi đường người ta nó quýnh chết mẹ nó đi quý vị thấy không tôi khuyên nha tôi khuyên mấy cha chạy xe buýt nè đặc biệt là mấy cha chạy xe buýt nè có trễ giờ hay không đi chăng nữa thì mấy cha làm cái gì cũng vậy phải nghĩ về cha mẹ con cái mình ở nhà vợ mình ở nhà tại sao những người mà đi làm những người mà đi làm tại sao phải đi ra đi làm đi làm để nuôi cha nuôi mẹ nuôi vợ nuôi con mà lỡ mấy ông có chuyện gì rồi ai lo có phải ngục quần què không rồi chạy 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 đi đâu chạy dữ hả à? hả hả chạy đi kiếm chuối xanh dằn bụng Mà chạy đâu hả hay chạy đi kiếm nhị tỳ khi mà có sự việc nào mà 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 kêu bằng á là núi tiếc xảy ra rồi bắt đầu cái trời ơi lợi lạm vọng ơ xin lỗi này kia nọ không có nói tiếng xin lỗi nữa nha bây giờ đó quý vị thấy tôi đã chứng kiến rất nhiều những cái người mà người ta đi đường người ta chạy xe máy người ta bức xúc mấy cái thằng chó đẻ chạy uh, chạy xe tu bích nè trời ơi gây lộn hoài đánh lộn ngoài đường hoài tôi tôi chứng kiến luôn chứ đâu mấy cái thằng chó này nó chạy xe bích mà nó tưởng đâu nó chạy xe nó, nó nó chạy xe tăng không à nó tưởng đâu nó đang lái máy bay không à tụi bay có điên á Thấy không thì đi vô nhà thương điên ở còn ở ngoài người ta tánh mạng người ta mỗi một cái tánh mạng con người tụi bay có quan trọng thân thể tụi bay không hả tụi bay có quan trọng cái 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 bản thân của gia đình tụi bay không mà tại sao tụi bay chạy xe mà tụi bay muốn ủi người ta vậy rồi lỡ mà cái chuyện mà 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 mà, mà, mà lỡ mà gây tai nạn này kia cái, cái nọ đụng xe xảy ra cái xuống trời ơi này kia cái nọ á à, la làng là sớm lên đĩ mẹ tụi bay hà nếu ai đã từng coi clip tôi mà đang lái xe taxi là một xe buýt là hai cẩn thận một chút xíu lỡ mà có chạy đua để mà về cho đúng tuyến đi chăng nữa cũng phải chạy ở mức độ cho phép thôi không chạy ẩu không vượt ẩu để giữ dành để giữ gìn tánh mạng của mình và của người ta còn cái những cái trường hợp mà 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 xảy ra mà mình không kiểm soát được thì có lẽ là xui rủi nhưng nếu mình kiểm soát được thì mình vẫn cứ kiểm soát đi mà cái lũ tụi bay mình kiểm soát cái lùm què gì tôi bay chạy đụng đỉ mẹ tôi bay tôi bay chạy như chạy bán mạng gì đó tôi bay chạy giống như là cha mẹ tôi bay chết mà nhà chưa chôn chờ về đến coi mắt hay gì chờ đặng coi mặt hay gì chạy cái gì mà quá Trời chạy, chạy hồi chiều nó tôi đứng rồi ngon đụng đỉ mẹ Mày xuống vòng nón bảo hiểm tôi đập chết đỉ mẹ luôn vợ đó đâu dám xuống đóng cửa kính mít à tỉ mẹ nó đặt bóp kèn bóp lùm què tao đứng tại chỗ luôn thử thời mày ủi vô xe tao hưởng cái coi đỉ một nội mẹ mặc đồ chú khô chị nó giận mặt với tao rồi bức xúc chia sẻ vậy thôi Ai thấy clip hay chia sẻ cho bà con Đều coi đều biết nha không Chào tạm biệt hẹn gặp lại Bye bye